kiến của anh thì sao ạ? Còn Diệp Lâm Anh rất muốn nghe ý kiến của anh Trấn Thành ngay lúc này. Dạ vâng, ý kiến của tôi cũng bằng thừa thôi ạ. À. Em biết là như vậy. Chứ bây giờ tôi cảm thấy thừa thải như bây giờ. Nhưng mà tôi vẫn thấy là cái sự mà vâng, cái con gái á, thì con giỏi so với tuổi của con. Vâng. Nhưng mà con còn phải đủ thời gian hơn nữa để con trở nên xuất sắc. Còn dàn giao hợp hưởng sướng. À kìa, giao hưởng hợp sướng. Giao hưởng hợp sướng. Các bạn đó, các bạn làm tôi rối bối rối quá. Các bạn có chắc là các bạn có đủ tự tin là vào vùng trong các bạn có được những cái bài hát mà có bè phối nó phức tạp hơn để mà các bạn có đủ tự tin không? Tôi hỏi thật đi. Có không? Cho tôi thấy một cái gì đó gọi là quyết tâm thế nào. Có không? Phải vậy chứ ạ. Vâng, và các bạn phải ngẩng cao đầu để bước vào với ba phiếu bình chọn. Cảm ơn. Sao khóc hay là tại vì ở nhà mỗi lần kêu hát cũng chịu hát rồi giờ không phải hưởng. Tại vì thành thấy được cái hạnh phúc nó sẽ tự nhiên cái khoảnh khắc nó, cái hạnh phúc nó đông đầy, nó làm cho mình cảm thấy là wow. Family là đây nè. Thế cái không gian nó tuyệt vời lắm. Tại vì you know why? You know each member in your family. You can sing very well, and you have the you know, confidence, and you have the connection. You have eye contact. You make the atmosphere is so warm and just like, you know, I miss my family, and you made me cry. However, you know, the conjunction, the transition is not very smooth when you change from this song to that song. But however, you know, it go in a flow. It's okay. It's not very excellent, but it's good, you know, but it's okay. I think thanks for bringing just like musical, yeah, to the stage in Vietnam's Got Talent. And I love each and every member of your family, and I think this is a very good memory of your family, right? Yeah, thanks for coming to Vietnam's Got Talent, because I, after all, I love you all, guys. I love you all. Thưa quý vị và các bạn, anh Trấn Thành có nói rằng là từng thành viên trong gia đình đều hát rất hay và diễn rất là tốt. Tuy nhiên là sự kết hợp giữa các bài hát thì